Bất ngờ chưa? Cha hoàng tử bé Qatar không phải là dòng dõi của quốc vương, chỉ là một thành viên bình thường của giới hoàng tộc. Abdulrahman Fanha Al Thani được nhiều người gọi là hoàng tử bé Qatar khi gây ấn tượng bởi những khoảnh khắc có biểu cảm hài hước trên khán đài trong trận đấu đầu tiên của World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador. Hình ảnh đáng yêu của anh chàng đã thu hút ánh mắt của tất cả người hâm mộ và trở thành đề tài nóng trên các trang mạng, không riêng Việt Nam mà cả thế giới. Chính vì vậy mà sau khi hình ảnh viral khắp các trang mạng xã hội và trang tin của các quốc gia, rất nhiều đài truyền hình đã liên hệ phỏng vấn anh chàng. Nhiều trang trước đó đã đưa tin Al Thani chính là con trai thứ 5 của tiền nhiệm quốc vương và là em trai của quốc vương Qatar hiện tại. Thế nhưng mới đây trên trang TikTok cá nhân của mình, cha hoàng tử đã một lần nói hết về thân phận thực sự của mình. Anh nói mình không có họ hàng huyết thống với quốc vương, hiện tại chỉ là một thành viên bình thường của hoàng tộc. Thế nhưng sau khi thông báo đến với người hâm mộ về thân phận của mình, mọi người lại càng tỏ ra yêu thích anh chàng hơn vì sự vui tính hài hước chứ không phải việc anh có xuất thân từ đâu. Có thể thấy từ khi World Cup 2022 diễn ra, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới không chỉ ấn tượng bởi những trận cầu đỉnh cao mà còn ấn tượng với độ sâu có của hoàng gia Qatar. Những thành viên trong hoàng gia của đất nước này cũng nhận được nhiều sự quan tâm và chào đón nhiệt tình.